Chắc hẳn là ai trong số chúng ta thì cũng từng tự hỏi bản thân rằng phải làm thế nào để thuyết phục bố mẹ lắng nghe và tôn trọng lựa chọn của mình đúng không? Và câu hỏi này thì tượng trưng cho những khoảng cách giữa hai thế hệ, cho những đứt gãy vô hình giữa bạn và cha mẹ của bạn. Mà để tìm ra lời giải cho vấn đề thì trước tiên chúng ta phải hiểu vấn đề đã. Hay nói cách khác, chúng ta cần phải hiểu tại sao bản thân lại gặp khó khăn nhường ấy khi thuyết phục bố mẹ tin theo và ủng hộ lựa chọn của mình. Và lý do nằm ở đâu? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết Tại sao bố mẹ không lắng nghe bạn của tác giả Việt Anh Trần đăng trên website Spider Room nhé. Hey, bọn mình vừa mới có một thứ mới, đó là mở tính năng membership. Các bạn tham gia chưa? Đăng ký hội viên cùng Spider Room về đội chúng mình để nhận được vô số những quyền lợi đặc biệt các bạn nhé. Tại sao bố mẹ có lý do để không lắng nghe bạn? Hãy thử coi việc thuyết phục bố mẹ tin bạn cũng giống như là đi đàm phán đi. So sánh thì cũng có khá là nhiều điểm tương đồng. Ví dụ như là bạn đang tìm kiếm một thỏa thuận và về cơ bản thì thỏa thuận đó phải mang lại lợi ích. Bạn sẽ phải thuyết phục và tìm ra điểm chung với những người có thể có cách suy nghĩ và lợi ích không giống bạn. Bạn hoàn toàn có thể bắt đầu đầy tự tin nhưng kết thúc bằng căng thẳng và cãi vã. Theo lý thuyết nha, để việc đàm phán diễn ra thuận lợi thì việc đầu tiên cần làm là liệt kê và nghiên cứu các khả năng phản hồi của đối phương một cách thật là kỹ lưỡng. Trong câu chuyện thuyết phục gia đình, điều này tương tự với việc càng đoán biết trước được lý do có thể khiến bố mẹ từ chối, bạn sẽ càng có cơ hội để chuẩn bị trước, từ đó sẽ nâng cao khả năng thành công. Với mình thì mình sẽ nghĩ về những lời từ chối thông qua việc trả lời câu hỏi tại sao bố mẹ sẽ không lắng nghe. Và một số câu trả lời khả dĩ sẽ là vì bố mẹ độc đoán, chẳng chịu hiểu, từ đó áp đặt quan điểm và luôn cho rằng là mình đúng. Vì tư duy của bố mẹ cổ lỗ sĩ, chẳng còn áp dụng được cho nhiều trường hợp ở thời điểm hiện tại nữa. Bởi vì bố mẹ suốt ngày chỉ biết nhìn con nhà người ta, so sánh con mình với con nhà người ta. Bố mẹ chỉ muốn mình đạt được những gì bố mẹ không thể đạt được trong quá khứ mà thôi. Nhưng mà khoan đã nào, chưa bàn đến chuyện đúng sai, bạn có nhận ra điểm chung giữa các lý do trên là gì không? Chúng đều là lý do khách quan, vì vậy chẳng dễ gì mà thay đổi được cả. Đặc biệt là khi vị thế của bạn đang thấp hơn bố mẹ. Trong đàm phán, việc bị bắt nạt khi ở thế yếu là chuyện chẳng có gì lạ lẫm cả, mà cũng chẳng có gì không công bằng cả. Nếu muốn biết thêm chi tiết, chúng ta có thể hỏi Nhật Bản hay là Đức cảm thấy thế nào trên bàn đàm phán sau khi thua cuộc trong chiến tranh thế giới, hay là hỏi Cuba hoặc gần hơn là chính Việt Nam khi bị Mỹ cấm vận. Là người chỉ quan tâm tới tính kết quả, mình thường chọn cách tránh xa các lý do khách quan khó tác động để hướng tới những lý do chủ quan hơn, là những điều mà bản thân mình có thể kiểm soát và có thể thay đổi. Đây là lúc mà mọi thứ trở nên khó chịu hơn khi bạn bắt đầu phải tự vấn bản thân từ những câu hỏi như thế này. Có khả năng nào bố mẹ chẳng tin vì thật ra mình chả có gì đáng tin? Có thể lắm chứ. Tại sao chúng ta không đáng tin như bản thân tự nghĩ? Mình đã từng bắt gặp không ít trường hợp như sau. Một bạn tâm sự rằng em rất đam mê XYZ, em muốn học ngành ABC để sau này có thể kiếm tiền từ thứ mình đam mê. Và thế là người đối diện hỏi lại rằng thế thì tốt, trong trường hợp tốt nhất thì như vậy là ngon rồi. Thế còn trường hợp tệ nhất thì sao, em có kế hoạch gì chưa? Bạn ấy không trả lời. Người kia lại hỏi tiếp, thế trong trường hợp bố mẹ không đồng ý, em có phương án để thể hiện đam mê về bố mẹ và thuyết phục họ không? Vẫn là một sự im lặng hoàn toàn. Đó chỉ là một ví dụ có thể không tiêu biểu lắm nhưng mà chắc chắn là không quá hiếm. Trong số vô vàn tình huống thể hiện sự không đáng tin của mỗi chúng ta, có thể kể ra vài trường hợp như sau. Ví dụ 1. Nổi hứng với cái gì thì thể hiện ra một bầu trời đam mê, mà hễ cứ làm một thời gian thấy khó là lại nản và chuyển vì cảm thấy không phù hợp. Ở đây mình không có ý chê trách chuyện thử, chọn để tìm ra con đường thích hợp nhất với bản thân. Mình chỉ muốn nói rằng mọi thứ đều có giá của nó cả. Khi bạn cần sự tin tưởng của người khác mà lại để họ thấy bạn chọn sai quá nhiều lần và từ bỏ quá dễ dàng từ góc nhìn của họ, thì có lẽ đành chúc bạn may mắn lần sau thôi. Ví dụ 2. Tự tin hỏi vay một khoản tiền không nhỏ để kinh doanh, trong khi trước giờ ngay từ chuyện quản lý chi tiêu hợp lý vẫn còn là dấu hỏi đối với người bị hỏi vay. Mình có một ông anh được họ hàng hỗ trợ tạo điều kiện cho làm ăn hết lần này tới lần khác. Thế nhưng mà cứ làm ra một chút lãi thì thay vì nghĩ tới chuyện trả nợ, lại ngay lập tức đổ vào mua những thứ tiêu sản không quá cần thiết như là lên đời điện thoại, tậu thêm iPad, sắm quần áo thời trang. Đây là một kiểu người mà có chết mình cũng không dám cho vay vì sợ vừa mất tiền lại vừa mất tình. Và còn nhiều trường hợp trời ơi đất hỡi như thế nữa. Thế thì bây giờ mọi người thử nghĩ lại xem,
giữa con cái với bố mẹ thì sao? Tin buồn là bố mẹ có khi còn ít tin bạn hơn cả những người thường, vì các cụ có điều kiện nhìn thấy và bắt lỗi bạn gần như hàng ngày. Cho nên sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu họ nghi ngờ độ tin cậy của bạn, y như cái cách bạn nghi ngờ độ tin cậy của họ trong câu hội thoại kinh điển mỗi độ Tết đến xuân về. Đưa lì xì đây bố mẹ giữ cho, rồi tới khi lớn thì bố mẹ đưa. Vậy giải pháp là gì? Trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, có hai yếu tố nếu tận dụng tốt sẽ khiến bạn giành được nhiều lợi thế hơn hẳn. Thứ nhất, đó là chiếm được sự tin tưởng của đối phương ngay từ trước khi ra trận. Đến đây, chắc có người sẽ phản bác rằng, ông nói thì hay đấy, nhưng mà bố mẹ tôi lúc nào cũng coi tôi như trẻ con, chả biết suy nghĩ gì thấu đáo, thì thử hỏi phải chiếm thế nào? Thú thực thì mình cũng không biết, vì mỗi bố mẹ có độ rắn và bảo thủ khác nhau. Nhưng có điều này thì chắc là luôn đúng. Sự tin tưởng là thứ bạn phải giành được, chứ không tự nhiên mà có. Bố mẹ nào cũng muốn con mình trưởng thành và yên tâm hơn khi cháu nó có khả năng đưa ra những quyết định giống như một người trưởng thành. Vậy nên, nếu bị coi là trẻ con thì bạn chả có cách nào khác ngoài chứng minh điều ngược lại từ những hành động nhỏ nhất. Tips của mình là hãy chứng minh bạn có trách nhiệm với lời nói của bản thân, ít nhất là trong những vấn đề quan trọng. Lưu ý là bạn không cần phải luôn luôn làm đúng theo những gì đã nói để chiếm được lòng tin của bố mẹ ở bước này, mặc dù nếu được thì quá tốt. Yếu tố thứ hai là chuẩn bị kỹ càng và nghiêm túc. Nếu như yếu tố thứ nhất có phần giống với việc xây dựng hình ảnh nói chung, thì yếu tố thứ hai lại hữu ích khi đi vào các thỏa thuận cụ thể. Theo kinh nghiệm của mình thì không có gì thuyết phục bằng việc phản biện lại một số lo ngại cụ thể của bố mẹ bằng những dẫn chứng cụ thể, rõ ràng, lại được sắp xếp tốt. Ok, một ví dụ để các bạn hình dung rõ hơn nhé. Giả sử bố mẹ bạn hỏi rằng học ngành X sau ra trường làm sao tìm được việc hả con? Thì bạn có thể thử phản biện bằng những luận điểm như là: dạ, theo như con tìm hiểu, sau khi học ngành này thì con có thể lựa chọn các nghề nghiệp như là A, B, C. Theo khảo sát từ nghiên cứu Y, nghề A trong tương lai sẽ bùng nổ với xu hướng phát triển của lĩnh vực D. Nghề B hiện đang cần rất nhiều nhân lực chất lượng và các công ty đang sẵn sàng trả mức lương là cao tới E. Nghề C thì bla 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 bla. Tóm lại, việc thuyết phục bố mẹ tin tưởng bạn là một quá trình không đơn giản và cũng cần không ít kiên nhẫn. Thế nhưng, đó cũng là hành trình mà ai trong số chúng ta cũng sẽ phải tìm cách vượt qua, dù sớm hay muộn thôi. Và hy vọng rằng là video này sẽ có thể giúp ích cho một ai đó trong hành trình không thể tránh được này. Các bạn nghĩ như thế nào về những chia sẻ vừa rồi? Các bạn đã từng trải qua một hành trình tương tự như vậy hay chưa? Cùng chia sẻ trong phần bình luận nhé! Và nếu thích video này, đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube Spider Room, cũng như bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video thú vị khác trong tương lai nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!